cái đứa này non quá đi. Làm gì có bạn ở đây. Em không chịu được nữa. Nó bị căng thẳng này, tự nhiên cái không khí, không khí nó không hợp với tôi. Chị vừa mới ăn tiền của chúng tôi, sao chị nói cái gì không hợp? No, not you. My team. Em phải nói con xin lỗi chị. Anh em mình là một team đó bạn ơi. Chưa biết trước gì hết, không ai đưa này đâu. Khoan, cái trưởng nhóm là tôi đúng không mọi người? Sao trưởng nhóm đánh tay dữ vậy? Tôi có quyền muốn ăn cái gì á là phải hát. Gà không biết gây là con gà con. Đêm nay trên đường hành quân ra mặt trận. Con gà gây lê tê rồi ai ơi. Em muốn ăn không? Có khả năng là em sẽ không ăn được món nào không? Anh chả yêu em. Anh chả yêu em. Come, come to me.